Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Chào tất cả ông bà anh chị em đã đăng và sẽ kết nối vào Hội Thánh Nhà Muôn Dân cho bài học buổi tối ngày hôm nay. Như đã thông báo anh chị em thấy ha, chúng ta buổi tối hôm nay sẽ tiếp tục bài học với chủ đề là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ cái đề tài này rất là cần thiết để chúng ta cứ phải nói cho nó cặn kẽ, không ạ? Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em nha. Chúng ta sẽ kết nối với Hội Thánh và chúng ta dành thời giờ để mình cầu nguyện đầu bài học để Chúa thăm viếng tâm lòng của chúng ta, khiến cho chúng ta có thể được ơn phước của Chúa, được ân điển của Chúa, và chúng ta sẽ nhận lãnh những gì mình cần nhận trong buổi tối ngày hôm nay. Amen. Chúng ta phải tiếp tục nói một vài bài nữa về đề tài này, vì tôi cho rằng cái chủ đề báp têm bằng Đức Thánh Linh nó rất là quan trọng và chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui cho đến khi anh chị em thật sự nhận được cái ân điển của cái vấn đề này ở trong Chúa thì thôi. Vì sự báp têm bằng Đức Thánh Linh là sự sống còn của Hội Thánh Chúa và sự sống còn của mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta. Nó giống như là cái sức mạnh, cái mạch sống của mỗi một con người vậy đó. Là một con người mà nếu chúng ta được sinh ra mà không có sức lực, không có sức khỏe, không có sự sống, không có giáo dục, thì coi như chúng ta sống chẳng bằng chết, phải không anh chị em? Cái điều đó nó cũng đúng giống như báp têm Thánh Linh đối với Hội Thánh, đối với mỗi một tín đồ. Chúng ta có thể được tái sanh, được sự cứu rỗi, nhưng mà nếu chúng ta không có sức mạnh, không có năng quyền, không có cái sự ủng hộ, sự dạy dỗ, sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng chỉ là đồ chơi trong tay của Satan mà thôi, chẳng giải quyết được gì. Vì thế cho nên chúng ta phải nói về đề tài này để cho tất cả anh chị em mình lãnh hội và hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta ân điển về báp têm bằng Đức Thánh Linh. Amen. Rồi một lần nữa tôi gửi lời chào hết thảy ông bà anh chị em. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu bài học bằng sự cầu nguyện, và chúng ta sẽ nói kỹ hơn về điều này. Chúng ta đang trong loạt bài ích lợi của việc cầu nguyện bằng tiếng lạ, và đây là bài thứ 3 của cái chủ đề này, và chúng ta sẽ nói về báp têm Đức Thánh Linh trong buổi tối hôm nay, bài thứ 2. Ok anh chị em ha. Nào tất cả anh chị em mình hãy hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện để hết thảy ông bà anh chị em con được ân điển của Chúa ngay thời giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tất cả những ai đang và sẽ kết nối vào Hội Thánh giờ này được Đức Thánh Linh thăm viếng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng, họ được Chúa chạm ngay thời giờ này. Đức Thánh Linh chạm họ ngay thời giờ này. Ô chạm họ ngay thời giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Con xin Cha đổ đầy Thần Linh trên những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Ngay thời giờ này, lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy sức dầu mới cho họ giờ này. Hãy sức dầu mới bởi Đức Thánh Linh cho họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy sức dầu mới bởi Thánh Linh cho họ giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Hãy thăm viếng họ giờ này. Thăm viếng ông bà anh chị em con giờ này. Thăm viếng những người nam, người nữ giờ này. Hãy thăm viếng tất cả những ai đang mở tấm lòng kêu cầu Ngài giờ này. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Hãy đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy và đổ đầy họ. Anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và hãy kêu cầu Chúa. Hãy nói Chúa ơi, hãy đổ đầy Thánh Linh cho con ngay thời giờ này. Con cần Ngài. Con cần vị giáo sư này của con. Con cần Thánh Linh khai trí mở lòng con, để con hiểu lời Ngài, để con chạm được đến sức mạnh của thiên đàng,
để đời sống của con không như cũ nữa. Con tin rằng buổi tối hôm nay Ngài đến để biến đổi đời sống con. Con tin rằng Ngài thăm viếng khi con tin cậy Ngài. Thánh Linh ơi, hãy làm đầy dẫy lòng con. Cầu nguyện đây thương bạn chị. Nào, chúng ta hãy cầu nguyện này. Mỗi một người hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền này. Trong danh Chúa Giêsu quyền này. Mỗi một người hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền này. Mỗi một bạn trẻ mình hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền này. Oh hallelujah. Mỗi một ông bạn trẻ mình hãy cầu nguyện Chúa Thánh Linh ơi thăm viếng con giờ này, đổ đầy con giờ này, làm tươi mới linh hồn con giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Làm tươi mới linh hồn con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Oh hallelujah. Tiếp tục đến chém. Tiếp tục trong danh Chúa Giêsu. Tiếp tục trong danh Chúa Giêsu. Tiếp tục cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu. Tôi di dời toàn bộ những sự phân tâm ra khỏi anh chị em giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền đó. Tôi di dời toàn bộ những tà linh gây phân tâm giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng ra khỏi đời sống của ông bà anh chị. Tất cả những linh khiến anh chị em phân tâm, không tập trung, buồn ngủ, thờ ơ, không hiểu, hãy rời đi giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi bẻ gãy toàn bộ những tà linh nào đang hành động trên mắt, trên tay, trên tâm trí, trên tấm lòng của tất cả những người nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Ta trói buộc mày Satan trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy rơi khỏi họ giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ra lệnh mày rơi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi giải phóng tâm hồn, tâm trí anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy tin rằng khi anh chị em nghe và tin bởi lời cầu nguyện này, anh chị em được tự do. Anh chị em nghe lời Chúa và không còn buồn ngủ nữa. Anh em nghe lời Chúa và không còn mất tập trung nữa. Toàn bộ những gì đang quấy rối đời sống anh chị em phải bị di dời giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Di dời giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Hãy di dời ra khỏi anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này. Bất kể nó là gì, đau bệnh chăng, phân tâm chăng, vấp phạm trong lòng chăng, buồn ngủ chăng, thiếu hiểu biết chăng, đen tối chăng, mờ ám chăng, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy được tự do. Toàn thể những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này phải được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tiếp tục đến xem. Những ai hay bị phân tâm, những ai nghe lời Chúa mà không hiểu, những ai nghe lời Chúa hay buồn ngủ hay bị ngáp, những ai nghe lời Chúa mà hoàn toàn mình không có tiếp nhận được một cái gì cả. Những ai nghe nhưng mà lỗ tai hoàn toàn không hiểu mình đang nghe cái gì, thậm chí những âm thanh cứ lướt qua chứ không đi vào trong tâm trí tấm lòng mình, hãy cầu nguyện. Những anh chị em đó hãy cầu nguyện giờ này. Lạy Chúa hãy giúp con. Lạy Chúa hãy chạm vào con và giải phóng con. Lạy Chúa hãy khai mở tâm trí cho con. Lạy Chúa con muốn thuộc về Ngài, hãy giúp đỡ con. Hãy cầu nguyện đến chị em. Những ai thường đọc kinh thánh bị như vậy, nghe lời Chúa bị như vậy, hãy cầu nguyện. Lạy Chúa hãy đến giúp đỡ con. Con tin rằng con được tự do trong thời giờ này để nghe lời của Ngài. Con được tự do trong thời giờ này để hiểu lời của Ngài. Con được tự do trong thời giờ này để tiếp nhận lời của Ngài. Cầu nguyện đến chị em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi truyền lệnh tất cả những quyền lực tối tăm nào đang hành động trong mắt, trong miệng, trong tai, trong tâm trí, trong tấm lòng, trên thân thể của anh chị em phải bị cột trói giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Bất kể nó đang hành động ở chỗ nào, bất kể ma quỷ đang hành động ở chỗ nào, bất kể quyền lực tối tăm đang hành động chỗ nào trên thân thể của anh chị em, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Và mọi quyền lực đó phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, rời đi. Tôi nói nó phải rời đi trong danh Chúa Giêsu. Mắt anh chị em được tự do, tay anh chị em được tự do, tâm trí của anh chị em được tự do, tấm lòng của anh chị em được tự do, thân thể của anh chị em được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Đón nhận, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu, đón nhận sự tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy công bố, công bố tôi được tự do, linh hồn tôi được tự do, tâm trí tôi được tự do, tai tôi được tự do, mắt tôi được tự do, miệng tôi được tự do, toàn bộ các chi thể tôi được tự do và nó thuộc về Đức Thánh Linh.
Đó là đền thờ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đang ngự trị trong tôi đầy dẫy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Công bố anh chị em, công bố anh chị em và anh chị em đừng bao giờ chấp nhận một thứ gì khác ở trong cơ thể của mình, ở trong các chi thể của mình. Bất kể điều gì giờ này nó đang quấy rầy, nó đang xúi dục, nó đang lôi kéo hay nó đang biểu lộ, hãy công bố rằng nó phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, và anh em được tự do để lãnh hội bài học buổi tối ngày hôm nay. Amen. Tự do để lãnh hội bài học buổi tối ngày hôm nay. Tự do để được đầy dẫy Thánh Linh buổi tối ngày hôm nay. Tự do để được chữa lành buổi tối ngày hôm nay. Tự do để được giải cứu buổi tối ngày hôm nay. Tự do để được tăng trưởng và nhận lại ân điển của Chúa trong buổi tối ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, tôi tuyên bố rằng anh em được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời, cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hãy công bố anh em. Vì lời công bố của chúng ta nó khích lệ đức tin của chúng ta. Lời công bố của chúng ta muốn nói đây là sự mà mình nhận được. Vì Kinh Thánh chép rằng hãy miệng mình làm chứng thì mình được cứu. Cho nên anh chị em hãy cứ công bố, công bố căn cứ theo lời Ngài. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ tôi. Ngài sẽ kiếp đến và dây đạp Satan dưới chân. Ngài sẽ đến và nâng đỡ linh hồn tôi. Linh hồn tôi mỏi mệt nhưng Ngài cho tôi yên nghỉ. Linh hồn tôi bệnh tật đau yếu nhưng Ngài chữa lành tôi và nâng đỡ tôi. Trong danh Chúa Giêsu hãy tuyên bố anh chị em. Tuyên bố rằng các xương cốt tôi sẽ khỏe mạnh, sống động và nảy nở như cỏ trên cánh đồng. Hãy công bố anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền. Ô máu huyết tôi được chữa lành, lục phủ ngũ tạng tôi được chữa lành. Tôi được tự do nhờ lần roi Chúa Giêsu chịu trong danh Chúa Giêsu quyền. Hãy công bố anh chị em. Tất cả những điều đó đó mình nhận lãnh khi lòng mình tin. Mình tin như thế nào thì mình nhận lãnh như vậy. Amen. Vì chúng ta cần có một tâm linh, một linh hồn, một thân thể khỏe mạnh để chúng ta có thể nghiên cứu và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể tiếp cận với Đức Thánh Linh thì mình cần có một tấm lòng khỏe mạnh và được chữa lành. Một cảm xúc được chữa lành, một lý trí được chữa lành, một ý chí được chữa lành. Tất cả phải được chữa lành để Đức Thánh Linh có thể đến và ban ơn cho chúng ta. Đức Thánh Linh không thể tiếp cận với những điều gì mang tính chết chóc, mang tính tội lỗi, mang tính mù tối đen tối trong đời sống của mình. Mình cần ăn năn để dâng tất cả những sự đó cho Chúa. Và khi Ngài đến, Ngài muốn thấy toàn thể chúng ta được chữa lành. Amen. Toàn thể chúng ta được chữa lành. Nhất là những sự vấp phạm trong lòng, những sự cay đắng giận hờn, những sự buồn lo bất an. Anh chị em ơi, hãy được tẩy sạch trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. Đừng giữ những sự ở trong lòng, đừng giữ sự vấp phạm trong lòng. Amen. Chúng ta chắc chắn sẽ được ân điển của Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Nào, cảm ơn Chúa thật là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay. Và tôi tin rằng anh chị em được phước ngay thời giờ này. Tôi tin rằng anh chị em được phước khi chúng ta nghe bài học này. Và như thường lệ, xin anh chị em hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình. Càng nhiều càng tốt. Để cho nhiều người được nghe, nhiều người được chữa lành, nhiều người được cứu rỗi, nhiều người được giải phóng, nhiều người được biết đến Chúa Giêsu và họ được sống động như chính anh chị em mình sống. Amen anh chị em ha. Hãy chia sẻ cùng tôi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nào, cảm ơn sự cộng tác của tất cả anh chị em rất là nhiều. Và tôi tin rằng Chúa ban phước cho anh chị em. Một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đang kết nối vào Hội Thánh cho bài học buổi tối hôm nay. Bài học nằm trong chủ đề ích lợi của việc nói tiếng lạ. Và bài này là bài học thứ 3, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Bài này tiếp theo phần thứ 4 tuần trước mà tôi đã trình bày một phần. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp theo. Amen. Xin Chúa ban phước cho giờ học quý báu này. Và sau bài học thì chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để Đức Chúa Trời thăm viếng báp têm Thánh Linh, ban ơn điển cho tất cả anh chị em theo chủ đề của bài học. Amen. Tất cả những gì anh chị em cần hãy trình bày cho Chúa, và Chúa của chúng ta đấng sẽ đáp ứng. Ngài đáp ứng mọi nhu cầu bởi đức tin của chúng ta. Amen. Nào, anh chị em biết đó, cái đức tin của chúng ta mà chúng ta có nơi cứu Chúa Giêsu, không ạ? Nó không phải là một cái tôn giáo hay là một cái đạo giáo nào đó nhằm tô điểm trong cuộc sống của mình. Giống như ai đó hay nói, mình cảm thấy cuộc đời nhàm chán thì mình gia nhập vào
Tin lành gia nhập vào công giáo, gia nhập vào tôn giáo này, tôn giáo kia để sống ở đời cho nó có đạo. Không phải. Không phải anh chị em ha. Không phải cái vấn đề là chúng ta cố gắng sống tốt đời đẹp đạo rồi chúng ta gọi đó là cơ đốc giáo, đó là theo đạo, đó là tin lành. Không phải vậy. Nó không phải vậy đâu anh chị. Tôi muốn nói buổi tối hôm nay đó, căn cứ theo lời của Ngài, niềm tin của chúng ta trong Đấng Christ, đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, Đấng được sức dầu, Đấng đã chết trên thập tự giá, đổ huyết trên thập tự giá để rửa sạch tội cho thế gian. Ngài đã phục sinh, sống lại, đã ban sự công chính cho chúng ta, và Ngài đã thăng thiên trước mặt các môn đồ của Ngài. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta vào thế giới tương lai, vào trời mới đất mới. Đó là tất cả những gì mà chúng ta tin. Và khi chúng ta đặt niềm tin vào điều này, khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào điều này, khi chúng ta nói một cách nghiêm túc rằng Giêsu ơi, Ngài là Chúa của con từ nay thuộc về Ngài, thì anh em biết điều gì xảy ra. Dù muốn hay không, điều đó đưa anh em bước vào một trận chiến, một cuộc chiến. Và cuộc chiến này nó xảy ra hàng ngày, nó khiến chúng ta phải chiến đấu. Chiến đấu. Chúng ta chiến đấu để giữ đức tin. Chúng ta chiến đấu để cho Satan là kẻ thù của ánh sáng không thể tiếp cận và đem chúng ta ngược lại vào vương quốc của nó. Chúng ta chiến đấu để chúng ta sống đẹp lòng Đấng đã kêu gọi chúng ta. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói rằng vì cuộc chiến của chúng ta không phải với thịt và huyết, bèn là với các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối này và với các thần dữ ở các miền trên trời. Sứ đồ Phao-lô ý thức rất rõ, tất cả anh em mình khi đã tuyên xưng đức tin và được tái sanh thì chúng ta đang đặt mình vào cuộc chiến trực diện với Satan, là kẻ thù của ánh sáng, là chúa tể của vương quốc bóng tối. Cái này anh chị em có ý thức được hay không thì không quan trọng, nó vẫn đang diễn ra trong đời sống tâm linh anh chị em đó thôi, không ạ? Vì vậy ở trong Giu-đê chương 1 câu 3 đó, thì sứ đồ Giu-đê mới khuyên tất cả chúng ta rằng như thế này anh chị em: hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ cả. Anh em thấy không? Đó. Vì đạo mà tranh chiến, tức là vì đức tin trong lòng chúng ta mà phải tranh chiến. Chúng ta tranh chiến với cám dỗ, chúng ta tranh chiến với ma quỷ, chúng ta tranh chiến với các thế lực của thế gian này, chúng ta tranh chiến để mình được đứng vững. Đứng vững. Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô trong bức thư gửi cho người Cô-lô-se trong chương 1 câu 29 ông chép: ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức có hành động, hành động cách có quyền trong tôi. Thầy ông sứ đồ Phao-lô khi ông phục vụ thì ông nói rằng ông nhờ Chúa giúp đỡ ông để ông chiến đấu, ông nhờ sức hành động có quyền ở trong ông để ông chiến đấu. Ông luôn ý thức điều này, ý thức điều này. Vì vậy buổi tối hôm nay đó, tôi cứ nhắc đi nhắc lại cho anh em, phải không ạ? Là niềm tin của chúng ta là một cuộc chiến, đức tin của chúng ta thực sự là một cuộc chiến. Và anh em biết đó, một người chiến sĩ cầm vũ khí ở trong một trận chiến thì người đó chắc chắn phải ý thức được rằng người đó có thể bị thương, người đó có thể bỏ mạng, người đó có thể bị kẻ thù bắt làm tù binh, người đó có thể sống trong sự hà hiếp, có thể. Nhưng ngược lại, nếu người đó tỉnh thức thì người đó cũng có thể sống trong sự chiến thắng huy hoàng. Có đúng không thưa anh chị em? Đó là lý do mà chúng ta nói ngày hôm nay. Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ là cuộc chiến của chúng ta không phải với những cái thứ thấy được, với thịt và huyết, với xác thịt. Cho nên vũ khí của chúng ta cũng vậy, cũng không phải là loại thuộc về xác thịt. Vũ khí của chúng ta không phải là bom đạn, không phải là cơ bắp, không phải là con người, không phải là những cái gì vật chất đời này. Nhưng vũ khí của chúng ta là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 4:
Sứ đồ Phaolô chép như thế này: và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Anh em thấy không ạ? Đó, tôi nhắc lại rằng cái vũ khí mà chúng ta dùng để tranh chiến, chiến đấu trong trận chiến thuộc linh của mình, trận chiến đức tin của mình, không phải là thuộc về xác thịt. Có nghĩa là nó không phải là cái, thuộc vào phạm trù của những cái thế giới vật chất mà tay mình rờ, mắt mình thấy, tai mình nghe được. Nó không phải. Mà nó thực sự là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và quyền năng đó có sức mạnh thì mới có sức mạnh để đạp đổ mọi đồn lũy của kẻ thù. Mọi thứ gì kẻ thù dựng lên để hòng cướp đức tin anh em, cướp linh hồn anh em, thì nó sẽ bị đạp đổ. Ma quỷ nó giành giật, ma quỷ nó đang giành giật từng linh hồn, và Đức Chúa Trời đang tìm kiếm để cứu từng linh hồn. Khi cứu từng linh hồn rồi thì Đức Chúa Trời ban cho họ những công cụ, dụng cụ để họ có thể giữ gìn được, để họ có thể bảo vệ được chính mình, để họ có thể được an ninh trong trận chiến khốc liệt này. Và một trong những công cụ đó tôi gọi là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vì sao là nó là công cụ? Vì sao? Vì rất rõ ràng rằng ở trong công vụ chương 1 câu 8, Đức Chúa Giêsu nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Cái đó thì không bàn cãi, phải không ạ? Và hồi nãy giờ đó mình nói là gì? Mình chiến đấu là nhờ gì? Nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh giáng lên thì mình nhận được quyền năng, nhận được quyền phép. Và sự Đức Thánh Linh giáng lên thì Kinh Thánh gọi là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đây là lý do mà Chúa Giêsu dặn các môn đồ của Ngài rằng đừng đi ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi các ngươi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Luca chương 24 câu 49. Đến chỗ này thì anh em sẽ mường tượng và hiểu được rằng tại sao các tín đồ cần phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nghe không ạ? Hiểu được chỗ đó phải không ạ? Tại sao mình cần? Tại vì đơn giản một điều á. Đơn giản một điều. Mình được tái sanh, mình được Chúa tái sanh, mình được Chúa nhận làm con cái của Ngài, mình được Ngài dời qua để ở với Ngài trong nước sáng lạn. Nhưng ngay khi đời sống chúng ta còn trên đất này, chúng ta đang bị đặt vào một trận chiến mà Kinh Thánh gọi là trận chiến thuộc linh. Và để đắc thắng trận chiến này, tôi và bạn chị em phải được trang bị năng lực từ trời. Phải được trang bị năng lực từ trời. Vì cuộc chiến chúng ta không phải chiến đấu với thịt và huyết, không phải dùng cơ bắp, không phải dùng súng đạn, không phải dùng vũ khí đời này, nhưng chúng ta phải sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời, là quyền năng có sức mạnh để đạp đổ toàn bộ kế hoạch đồn lũy vũ khí của kẻ thù. Và quyền năng đó được ban cho chúng ta kèm theo sau phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cho anh thấy không ạ? Rất là cần. Đó là lý do, lý do mà mình cần báp têm Thánh Linh. Có một số tín đồ nói: ô, tôi không cần, tôi được rồi, tôi không cần. Hoặc có một số nói là tôi đã được báp têm Thánh Linh sau khi mình tin Chúa rồi. Không, có một số nói như vậy. Nhưng mà thật sự có phải vậy không? Chúng ta cần phải lướt qua một chút, lướt qua một chút để chúng ta thấy những dấu hiệu của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh theo Kinh Thánh. Anh chị em, dấu hiệu của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh theo Kinh Thánh. Làm sao một người biết được rằng, một người tái sanh biết được rằng mình đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh? Làm sao mình biết được? Làm sao mình chắc chắn được rằng tôi đã được Đức Thánh Linh giáng lên và tôi đã nhận lấy quyền phép? Làm sao mình biết được, phải không ạ? Cho nên bây giờ đó, chúng ta sẽ điểm qua những cái dấu hiệu mà mình thấy được trong Kinh Thánh. Thì để biết về phép báp têm Thánh Linh đó, thưa ông bạn chị em, mình phải đọc kỹ sách Công vụ các sứ đồ. Vì sách Công vụ các sứ đồ ghi lại sự kiện này, ghi lại sự kiện ngày lễ ngũ tuần
Và theo sau ngày lễ ngũ tuần thì các tín hữu đầu tiên họ được nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh như thế nào? Kinh Thánh được ghi lại rất rõ những cái sự kiện này trong sách Công vụ các sứ đồ. Anh chị em đọc Kinh Thánh sẽ thấy có ít nhất 4 chỗ ở trong sách Công vụ các sứ đồ ghi lại sự kiện này, và chúng ta ngày hôm nay sẽ lướt qua từng cái sự kiện một. Đầu tiên nhất đó là Công vụ chương 2, từ câu 1 đến câu số 4, phải không ạ? Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thần linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rơi rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Wow, đây là một hiện tượng rất kịch tính, rất siêu nhiên, rất kỳ thú và khác lạ. Trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, khi 120 người họ nhóm lại, họ cầu nguyện, và y như lời cha đã hứa, Đức Thánh Linh đã đến và giáng đổ trên họ. Rất nhiều những hiện tượng xảy ra ở trong cái buổi ngày hôm đó. Nào là gió thổi ào ào, lửa rời rạc từng cái một như bằng lưỡi, cái lưỡi vậy đậu trên đầu mỗi người. Rồi mỗi người sao anh chị em? Khởi sự nói các thứ tiếng khác, có nghĩa là các thứ tiếng mà họ không học bao giờ, nói đủ các thứ tiếng hết, và theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Và người ta nhìn vào họ giống như những người đang say, cho nên một số người nói họ đang say rượu. Đó là cái khúc Kinh Thánh đầu tiên mô tả về phép báp têm Thánh Linh. Cho nên chúng ta nhìn qua cái hiện tượng này, chúng ta mới thấy khi Đức Thánh Linh giáng trên một người thì rõ ràng có rất là nhiều những hiện tượng siêu nhiên mà mắt thường mình nhìn thấy được, tai mình nghe thấy được, phải không ạ? Những hiện tượng rất là siêu nhiên. Đây là đầu tiên. Rồi một chỗ khác ở trong Công vụ chương 8 cũng nói về cái hiện tượng như thế này. Nếu anh chị em có Kinh Thánh hay dở ra trong chương 8 Công vụ sứ đồ chương 8 câu 14-17 thì chép như sau: các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phêrô và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi. Phêrô và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Ở chỗ này anh chị em thấy là không có mô tả hiện tượng siêu nhiên gì cả, nhưng cái đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được cái sự cần thiết và cấp thiết của việc nhận lấy phép báp têm Thánh Linh cho những môn đồ mới. Đây, các môn đồ này ở tại xứ Samari, họ nghe ông Philip giảng, họ tin Chúa Giêsu, họ đã chịu phép báp têm bằng nước rồi, nhưng Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên họ, nghĩa là họ chưa được trang bị quyền phép Thánh Linh để tiến hành cuộc chiến thuộc linh. Họ có thể gặp nguy hiểm, họ có thể bị ma quỷ cám dỗ, họ có thể bị ma quỷ tấn công, họ có thể bị ma quỷ làm cho lu mờ đức tin, họ có thể ma quỷ biến họ trở thành những tín đồ hâm hẩm, những tín đồ bội đạo, những tín đồ nửa đời nửa đạo, có thể. Cho nên các sứ đồ ở tại Jerusalem tức tốc họ chạy đến xứ Samari để họ làm gì? Họ làm đúng một việc thôi, họ cầu nguyện cho những tín đồ mới này là những người đã chịu phép báp têm đó để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và khi họ cầu nguyện xong, họ đặt tay lên thì Kinh Thánh chép là gì? Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, tất cả những người đó đều nhận lấy Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh không có mô tả gì thêm, không mô tả hiện tượng gì hết ở trong cái đoạn Kinh Thánh này. Chỉ biết rằng người ta thấy có Đức Thánh Linh giáng lên đó, người ta thấy. Cho nên không thể nào có chuyện một người ngồi im ru không có cái gì cả, mà Kinh Thánh lại mô tả là thấy ông Simon, thuật sĩ Simon thấy Đức Thánh Linh giáng lên. Anh em thấy không ạ? Còn hiện tượng gì xảy ra thì đoạn này không nói, không có nói. Ok chưa? Đây là đoạn thứ hai. Anh em đọc tiếp đoạn thứ ba trong Công vụ sứ đồ nói về phép báp têm Thánh Linh, là Công vụ sứ đồ chương 10
Câu 44 đến 46, đây là câu chuyện xảy ra tại nhà của ông Cornei, là một đội trưởng của đội binh Italy trong cái đế quốc La Mã thời bấy giờ. Ông rất là mộ đạo. Và khi ông mời Führer đến giảng, trong nhà ông có rất là nhiều người ngồi nghe và tin, thì điều gì xảy ra? Trong câu 44 chép như thế này anh chị em: khi Führer đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Hay hay giờ, khi Führer còn đương giảng, đương nói về Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Führer đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Ở chỗ này thì nói rõ hơn. Ở chỗ này thì nói rõ hơn là gì? Các tín đồ người Giuđa đi cùng với Führer đó thấy làm lạ quá đi. Tại sao Đức Thánh Linh cũng giáng trên những người ngoại là những người ở trong nhà ông cộng này? Sao họ biết Đức Thánh Linh giáng lên? Vì họ tín đồ đó nghe những người mới này nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Anh em thấy không? Đây là đoạn kinh thánh thứ 3 mô tả về hiện tượng báp têm Thánh Linh. Thì chúng ta đến đây đã thấy gì ạ? Ba đoạn, thì cả hai đoạn nói về gì? Nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Một đoạn thì chỉ thấy, mô tả là thấy Đức Thánh Linh giáng lên thôi, còn không nói rõ. Không có nghĩa là không có hiện tượng gì. Có hiện tượng, nhưng mà đoạn đó thì không mô tả rõ. Nhưng mà hai đoạn tiếp theo thì đã mô tả rất rõ, là khi Đức Thánh Linh giáng lên thì họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ một đoạn cuối cùng, đó là đoạn 19. Đoạn công vụ sứ đồ đoạn 19 từ câu 1 đến câu 7 thì một cái hiện tượng cũng rất lạ lùng đã xảy ra. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô thì đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng: chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng: phép báp têm của dân. Phaolô bèn nói rằng: dân đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cầm hết thảy 12 người. Anh chị em thấy không? Đây cũng là một đoạn nữa. Những tín đồ ở thành Ê-phê-sô, họ tái khẳng định đức tin của họ trong Chúa Giêsu. Rồi họ chịu phép báp têm bằng nước. Đến chỗ này họ được cứu rồi, họ được tái sanh rồi, phải không ạ? Nhưng sứ đồ Phaolô còn làm thêm một điều nữa, đó là cầu nguyện cho họ xong rồi đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, và một hiện tượng lại xảy ra, đó là họ nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, tất cả là 12 người. Anh em thấy không? Như vậy thì qua bốn phân đoạn kinh thánh mà anh chị em vừa nghe thì một điểm chung mà chúng ta nhìn thấy là gì? Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, nghĩa là khi Đức Thánh Linh giáng trên các tín đồ được tái sanh thì luôn luôn xảy ra hiện tượng gì? Thấy được và nghe được bằng mắt thường, bằng lỗ tai vật lý này. Một hiện tượng siêu nhiên xảy ra mà con người vật lý có thể cảm nhận được, thấy được. Và trong 3 trong 4 đoạn kinh thánh này thì cho biết rõ hơn hiện tượng vật lý đó là gì? Đó là họ bắt đầu khởi sự nói tiếng ngoại quốc, tức là nói tiếng lạ, và ngợi khen Đức Chúa Trời, nói lời tiên tri. Rất là lạ lùng, anh chị em thấy không? Rất là lạ lùng. Và như tôi đã trình bày đi trình bày lại cho anh chị em, phép báp têm Thánh Linh không phải là điều kiện để được cứu rỗi. Điều kiện để được cứu rỗi là hãy tin ăn năn tội và tin Chúa Giêsu. Khi anh ăn năn tội và tin Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, là đấng chết cho anh em, là đấng đổ huyết cho anh em, đấng phục sinh, đấng lên trời, đấng sẽ trở lại, thì anh em được cứu. Nhưng phép báp têm Thánh Linh là để cho anh em được nhận lấy sức mạnh, nhận lấy quyền phép để chúng ta có thể giữ được đức tin này, giữ được sự cứu rỗi này cho đến ngày cuối cùng. Vì chúng ta không biết điều gì xảy ra vào ngày mai. Hiểu không ạ? Cho nên Đức Chúa Trời đã trang bị cho
trang bị cho những tín đồ là con cái của Ngài một công cụ để nhận lấy quyền phép, đó là Đức Thánh Linh sẽ giáng lên trên họ. Họ khởi sự nói thứ tiếng lạ, họ khởi sự khen ngợi Đức Chúa Trời, họ khởi sự nói lời tiên tri khi Đức Thánh Linh giáng lên. Để gì? Để họ được trang bị cho cuộc chiến, như tôi đã nói hồi đầu, trang bị cho cuộc chiến. Đây là cái chỗ rất là quan trọng, anh em thấy không? Như vậy thì liệu chúng ta có cần phải giữ đức tin không? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải được trả lời. Liệu chúng ta có cần giữ đức tin không? Có một số người dạy rằng khi chúng ta đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, khi chúng ta đã tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng chết thay, chúng ta đã được tái sanh vì được tha tội, chúng ta được xưng công bình vì tin rằng Ngài đã phục sinh từ cõi chết và Ngài đang sống đời đời, chúng ta đã được cứu và được cứu vĩnh viễn, không bao giờ sợ mất nữa, giống như chích ngừa vậy đó. Có một số giáo lý dạy điều đó. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi không tin như thế. Tôi không tin như vậy. Tôi tin rằng chúng ta được tái sanh, nhưng trách nhiệm được đặt trên vai chúng ta, đó là chúng ta phải giữ đức tin của mình. Chúng ta phải giữ đức tin của mình cho đến cuối cùng, cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm, hoặc nếu Ngài chưa tái lâm thì đến ngày chúng ta tắt hơi, chúng ta trở về với Chúa, chúng ta phải được tìm thấy trong tình trạng đầy dậy đức tin. Chúng ta tiếp tục tin thì chúng ta được cứu rỗi. Nếu chúng ta đánh mất đức tin, chúng ta chắc chắn sẽ đánh mất sự cứu rỗi. Tôi tin là như vậy. Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô trong Tuyên bố thứ nhì chương 4 câu 8 ông nói như thế này: về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Timôthê nhì chương 4 câu số 6. Anh em thấy không ạ? Đó. Nếu như đức tin không cần giữ thì sao sứ đồ Phao-lô ông nói trong ngày cuối đời ông đã giữ được đức tin, ông đã xong sự chạy này. Cho nên tôi và ba anh em phải suy nghĩ chỗ này, và đừng bao giờ để cho người ta dùng những cái giáo lý ru ngủ dễ dãi để lừa dối chúng ta rằng sự cứu rỗi là một lần đủ rồi, còn anh em sống như thế nào kệ, anh em đã tái sanh là không thể chết được nữa, sống sao cũng được. Anh em bị lừa rồi, bị lừa. Cho nên tôi nói với anh chị em, anh em phải giữ đức tin mình cho đến cuối cùng. Nếu không phải giữ đức tin thì Chúa đã không quan tâm đến sự bội đạo, Chúa đã không quan tâm đến cái sự gọi là ham mê đời này, Chúa đã không nhiều lần phải nói chúng ta hãy tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức, phải không ạ? Cho nên có một cái trách nhiệm trên chúng ta là phải giữ đức tin luôn. Còn nếu như chúng ta bị đánh mất đức tin, sa ngã trong tội lỗi, coi chừng chúng ta đánh mất sự cứu rỗi. Anh chị em à, đánh mất sự cứu rỗi. Nhiều người nói rằng không cần gì cả, chỉ cần tin một lần là xong. Nhưng tôi khẳng định với anh chị em ngày hôm nay, hãy coi chừng giáo lý này, nó lừa dối anh chị em, nó lừa dối anh chị em, và nó cho anh chị em luôn luôn cảm thấy là ô, mình được cứu rồi, mặc dù nhìn lại cuộc sống của mình thì thôi ôi, đây tối tăm và tội lỗi, đây sự sa ngã và mờ ám, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình được cứu rồi, phải không ạ? Coi chừng. Đó là lý do hôm nay chúng ta nói về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta có sức mạnh để chiến đấu và giữ được đức tin cho đến cuối cùng. Anh em ghi nhớ ha. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, mục đích đầu tiên của Chúa ban phép báp têm Thánh Linh cho mỗi con cái của Ngài là để giúp họ giữ được đức tin cho đến cuối cùng. Giữ được đức tin cho đến cuối cùng. Đó anh chị em. Bởi vì anh em nhận được quyền phép. Anh em nhận được quyền phép hay là sức mạnh để anh em có thể sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Anh em sống một đời sống đắc thắng cho đến cuối cùng.
nhờ quyền phép của Chúa ở trên anh em, nhờ quyền phép của Chúa đã ban cho mà chúng ta mới có thể đứng vững được. Còn nếu mình dùng sức của mình chiến đấu thì chúng ta có thể thua cuộc chiến này. Anh em ha. Trong Philip chương 1 câu 9 á, sứ đồ Phaolô nói như thế này: cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Anh em chú ý đến câu 11: nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Quyền phép này ở đâu? Quyền phép này đến từ đâu? Tôi xin thưa với anh chị em, nó đến nhờ phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nhờ quyền phép đến bởi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh mà anh em mới có thể có sức mạnh mọi bề. Anh em có sức mạnh để chống bệnh tật. Anh em có sức mạnh để chống lại cám dỗ. Anh em có sức mạnh để chống lại thế gian. Anh em có sức mạnh để chống lại ma quỷ. Anh em có sức mạnh để chống lại những thế lực hà hiếp, tổn thương, cay đắng, đè nén, áp bức, vân vân và vân vân. Cho nên Kinh Thánh gọi rằng là nhờ quyền phép vinh hiển Chúa mà chúng ta có sức mạnh mọi bề thì chúng ta mới có thể đứng vững. Thưa ông bà anh chị em, nếu thiếu sức mạnh này, đức tin của tôi và ông bà anh chị em rất mong manh. Cho nên tôi mới nói rằng một số ông bà anh chị em chưa kinh nghiệm được phép báp têm Thánh Linh, chưa kinh nghiệm được sự giáng đổ quyền phép, sẽ gặp khó khăn trong lĩnh vực này, sẽ gặp khó khăn, rất khó khăn để có thể giữ đức tin mình cho đến cuối cùng. Khó khăn vô cùng luôn. Đó là sự thật 100%. Rất nhiều con cái của Chúa ở những cái nơi chưa có giảng dạy và phép báp têm Thánh Linh đã đến với tôi và than phiền về đời sống đức tin của họ. Họ nói với tôi rằng: mục sư ơi, tôi rất yếu đuối, tôi rất khô khan, tôi rất mong manh, tôi mặc dù tôi là con cái Chúa nhưng tôi sống trong tội lỗi, tôi không có sức mạnh để chống lại tội lỗi, tôi không có sức mạnh để đắc thắng cám dỗ. Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, hãy giúp tôi. Nhiều lắm thưa ông bạn chị em. Và hôm nay tôi muốn khẳng định lại với ông bạn chị em một lần nữa rằng giải pháp cho điều này đó là hãy mở lòng ra và đón nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chính quyền phép vinh hiển của phép báp têm Thánh Linh sẽ cho anh em được cái sức mạnh mọi bề để anh em chống ma quỷ, chống bệnh tật, chống cám dỗ, chống tội lỗi, chống tất cả những quyền lực của Satan, và anh em sẽ đứng vững và giữ đức tin của mình. Còn ngoài ra không có điều gì có thể giúp chúng ta được hết. Men cho em một câu Kinh Thánh nữa tôi đọc cho anh em nghe, nó rất là quan trọng để mà chúng ta hãy chậm rãi mà nghe điều này. Nó rất là quan trọng vì như tôi đã nói với anh chị em, cái cốt lõi cuối cùng của niềm tin chúng ta là gì? Là trong ngày đó chúng ta được đứng trước mặt Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta được đứng trước mặt Ngài, chúng ta được cất lên với Ngài. Hoặc nếu Chúa chưa tái lâm mà chúng ta ngủ thì phải ngủ trong Ngài, để khi chúng ta thức dậy thì chúng ta thấy được mặt Ngài. Đó là cốt lõi của niềm hy vọng chúng ta. Không có điều này thì mọi việc làm chúng ta trên đất đều vô nghĩa, phá sản hết. Cả amen không thưa anh và anh chị. Cho nên chúng ta phải giữ đức tin. Chúng ta phải đứng vững trong đức tin. Phải được đứng vững trong đức tin nhờ quyền phép của Chúa. Ê-phê-sô chương 3 câu 14 đến câu 21 chép thế này: ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Anh em thấy chưa? Tôi đã tra Kinh Thánh. Và anh em biết không,
cái chữ mà được quyền phép bởi Đức Thánh Linh để nên mạnh mẽ trong lòng, cái chữ quyền phép đó nó cũng là một cái chữ giống y như cái chữ mà khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì hãy nhận lấy quyền phép. Dunamis. Dunamis trong tiếng Greek nó là cùng một chữ. Vậy thì sứ đồ Phaolô quỳ gối cầu nguyện cho những tín hữu Ê-phê-sô về điều gì? Ông cầu nguyện là cho họ được quyền phép Thánh Linh để con người bề trong của họ được nên mạnh mẽ. Khi con người bề trong họ nên mạnh mẽ thì họ mới được gì? Đấng Christ ngự vào, Đấng Christ hình thành trong họ, Đấng Christ cai trị trong họ, và họ mới cảm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ mới chạm được với tình yêu Đức Chúa Trời. Và khi họ chạm được tình yêu của Đức Chúa Trời rồi thì họ sẽ gì ạ? Có được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Dư dật, dư dật về tài chánh, dư dật sức khỏe, dư dật quyền năng, dư dật trong chức vụ, dư dật trong đời sống đức tin, dư dật trong đời sống gia đình, dư dật mọi sự. Không thiếu thốn than phiền. Anh em thấy không? Và bí quyết là gì? Phải được quyền phép bởi Đức Thánh Linh. Quyền phép bởi Đức Thánh Linh. Cho nên thiếu cái điều này, chúng ta trở nên những tín hữu ăn mày. Đúng nghĩa, chúng ta ăn mày thuộc linh. Chúng ta ăn mày bởi vì chúng ta thiếu quyền phép Đức Thánh Linh. Chúng ta cảm thấy thiếu thốn, chúng ta cảm thấy khô khan, chúng ta cảm thấy khô hạn, chúng ta cảm thấy không thể nào tiếp tục đời sống đức tin bởi vì chúng ta thiếu quyền phép Đức Thánh Linh. Và quyền phép đó, tôi nhắc lại, được ban cho nhờ phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em sẽ nhận lấy quyền phép, anh chị em sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ nói tiên tri, anh em sẽ khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Anh em thấy không ạ? Đó. Đấy đó. Như vậy vậy anh chị em, chúng ta thấy phải không ạ? Cái công dụng đầu tiên của phép báp têm Thánh Linh là để làm gì? Để giữ đức tin của chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Anh em ghi chỗ đó vào sổ nhật ký của mình. Công dụng đầu tiên và công dụng quan trọng nhất của phép báp têm Thánh Linh là để gì? Giữ đức tin cứu rỗi của chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Bởi quyền phép cảm động trong lòng chúng ta, bởi quyền phép mà Đức Chúa Trời đã giáng lên trên chúng ta, để giúp chúng ta chiếu sáng, giúp chúng ta đắc thắng, giúp chúng ta mạnh mẽ ở trong đức tin như vậy. Amen chị anh chị em. Rồi tôi nói đến công dụng thứ hai. Công dụng thứ hai thì anh em đọc rất rõ rồi, cũng trong Công vụ chương 1 câu 8. Nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Công dụng thứ hai là để làm chứng về Chúa. Anh em thấy không ạ? Làm chứng. Làm sao chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu được đây? Chúng ta phải có quyền phép. Nếu lời nói của chúng ta không có quyền phép, chúng ta không thể nào biến đổi người ta. Chúng ta không thể nào giúp người ta nghe và hiểu được thông điệp về Chúa Giêsu. Không thể. Dù chúng ta có học hết nát sách nát vở, chúng ta có học trường thần học này, trường thần học kia, nhưng nếu chúng ta không giảng phúc âm bằng quyền phép thì những lời của chúng ta nói chỉ là thuyết phục người ta chứ không thể gieo đức tin vào lòng người ta. Tôi nhắc lại nha, nếu chúng ta học tất cả các sách vở, học hết mọi kỹ năng diễn thuyết để chúng ta rao giảng phúc âm mà không có quyền năng Thánh Linh thì chúng ta chỉ thuyết phục người ta chứ không thể gieo đức tin vào lòng người ta. Và người ta không được cứu. Anh em thuyết phục người ta hôm nay, ngày mai thế gian nó thuyết phục họ thì họ cũng bỏ đức tin như không. Cái đó là đức tin giả. Cái đó là đức tin con người. Cái đó là đức tin bởi sự khôn ngoan. Cái đó là đức tin theo cái kiểu là nể quá tôi tin. Nó thuyết phục ngài. Vì vậy anh chị em, sứ đồ Phaolô đã chép bí quyết của ông trong thư Côrintô thứ nhất chương 2 câu 4 câu 5 như sau. Ông nói này: lời nói về sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Anh em thấy chưa? Đây là bí quyết của sứ đồ Phaolô.
Tại sao ông đi đến đâu người ta tin Chúa và gây dựng được hội thánh đến đó? Vì ông giảng phúc âm không phải bằng sự khéo léo thuyết phục gọi là của con người. Ông không dùng cái tài biện luận ngụy biện của mình, nhưng ông giảng phúc âm bằng gì? Sự bày tỏ thánh linh và quyền phép, để khi người ta nghe, người ta lập tức được nảy sinh đức tin trong lòng và họ tin Chúa một cách xác quyết, họ tin Chúa một cách chân thật, họ tin Chúa bởi sự ăn năn, bởi sự cáo trách của Đức Thánh Linh, chứ không phải rằng là họ tin Chúa vì sự thuyết phục bề ngoài. Ngày hôm nay có rất nhiều người tin Chúa bởi sự thuyết phục bề ngoài mà không có sự ăn năn thật. Ôi tôi tin Chúa vì tôi nể anh, tôi tin Chúa vì anh nói hay quá, tôi tin Chúa vì tôi thấy đạo anh có lý, tôi tin Chúa vì tôi thấy đạo anh cũng được đấy, tôi tin Chúa vì có đạo cũng hay, tôi tin Chúa vì đó là trào lưu. Và anh em biết không, những loại đức tin đó sẽ rụng như sung trước cám dỗ của đời này, những đức tin đó sẽ rụng như sung trước sự tấn công của Satan, những đức tin đó sẽ rụng như sung trước tội lỗi và quyền lực bóng tối. Nhưng những người nào mà tin Chúa bởi một phúc âm được giảng ra bằng thánh linh và quyền phép, họ sẽ đứng vững đến ngày cuối cùng. Họ sẽ có đức tin trên quyền năng của Đức Chúa Trời, họ có một đức tin cắm rễ bên trong, họ được tái sanh và họ thực sự là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa ông bà anh chị em, hãy giảng phúc âm quyền phép, hãy giảng phúc âm quyền phép, hãy giảng phúc âm mà có thể tạo ra đức tin của Đức Chúa Trời ở trong lòng của họ. Anh em biết bằng cách nào không? Anh em phải nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh. Hãy nhận báp têm Đức Thánh Linh rồi hãy đi rao giảng. Còn khi anh em chưa nhận báp têm Thánh Linh mà vội đi rao giảng, anh em chỉ làm hại vương quốc của Đức Chúa Trời thôi, chứ không làm, không giúp ích đâu. Tôi phải nói lời thành thật, chỉ làm hại thôi. Anh em tạo ra một loại tín đồ nửa đời nửa đạo, nửa nạc nửa mỡ, một loại tín đồ chân trong chân ngoài, một loại tín đồ nửa nóng nửa lạnh mà Chúa nói rằng Ngài sẽ nhả ra. Cho nên chị em ơi, nếu chúng ta giảng phúc âm mà không bởi thánh linh và quyền phép, chúng ta đang làm hại vương quốc của Chúa, chúng ta đang làm thối nát bê tha vương quốc của Chúa, chúng ta đang gieo cỏ lung vào trong vương quốc của Chúa. Cho nên tôi nói với anh chị em, hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô, đừng giảng phúc âm bằng trí tuệ con người, hãy giảng phúc âm bằng sự tỏ ra và quyền phép thánh linh. Và điều này sẽ có được một cách tự động khi anh chị em nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đó là sự thật. Amen anh chị em ha. Rồi, một cái điều nữa mà tôi thấy cần phải nói ở đây đó là công dụng của pháp báp têm Thánh Linh là để làm vinh hiển danh Chúa trên đất này. Để làm vinh hiển danh của Chúa trên đất này. Anh em biết danh Chúa được vinh hiển vì đâu không? Danh Chúa được vinh hiển khi người ta thấy công việc của Chúa được làm qua đời sống chúng ta, khi người ta thấy Chúa Giêsu đuổi quỷ qua chúng ta, khi người ta thấy Chúa Giêsu chữa bệnh qua chúng ta, khi người ta thấy Chúa Giêsu làm phép lạ qua chúng ta, và họ vỗ tay cho Chúa Giêsu và Chúa được vinh hiển. Đó anh chị em. Và chính phép báp têm bằng Đức Thánh Linh mở cửa cho chúng ta làm được điều này. Chính phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là cánh cửa để cho chúng ta bước vào cõi siêu nhiên, bước vào cõi của phép lạ, bước vào cõi quyền năng, bước vào cõi đủ quỷ chữa bệnh. Anh em thấy, anh em đọc công vụ các sứ đồ, anh em sẽ thấy rất rõ điều đó, rất rõ luôn. Từ sau công vụ chương 2 thì hội thánh của Chúa đã bước đi từ quyền năng này và quyền năng khác. Từ sau công vụ chương 2 rất nhiều điều kỳ diệu được xảy ra trong hội thánh của Ngài, qua những con người bình thường như Ê Tiên cũng làm những dấu kỳ phép lạ, qua những con người truyền đạo đơn giản như Philip chạy xuống thành Samari đã làm cho các thuật sĩ ở đó cũng phải là mặt tròn mặt dẹt để mà khâm phục, tâm phục khẩu phục. Vì quá nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra, anh em thấy không ạ? Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô ông nói trong Roma chương 15 câu 17 như sau, ông nói như thế này, tôi muốn anh chị em nghe câu kinh thánh này.
Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự gì khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến cho dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Anh em thấy không? Sứ đồ Phao-lô bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và ông đã đem đạo này đi khắp chốn luôn, khắp nơi, và nơi nào người ta cũng tôn kính Chúa, nơi nào người ta cũng tôn cao Chúa, nơi nào người ta cũng vỗ tay cho Chúa. Có những nơi người ta đem sách vỡ đồng cốt bối kho ra người ta đốt, mà người ta tính là tới 50,000 đồng bạc những cái sách vỡ đó. Quyền lực tối tăm bị hạ xuống và danh Đức Chúa Trời được tôn cao khắp mọi nơi. Đó, nhờ gì? Nhờ sự tuôn đổ quyền phép Đức Thánh Linh. Cho nên buổi tối hôm nay, anh chị em có muốn làm sáng danh Chúa không? Anh chị em có muốn mình đi tới đâu danh Chúa cũng được vinh hiển không? Hãy đón nhận phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Chính Chúa được vinh hiển khi người ta nhìn thấy bàn tay của Chúa hành động qua cuộc đời chúng ta. Khi người ta thấy bàn tay anh em có thể chữa lành người bệnh, người ta vỗ tay cho Chúa Giêsu. Khi người ta thấy lời anh em nói có thể đuổi được quỷ, người ta vỗ tay cho Chúa Giêsu. Khi người ta thấy những cái điều diệu kỳ mà anh em làm mà bởi danh của Chúa, người ta sẽ vỗ tay cho Chúa Giêsu. Và vì cỡ đó Chúa được hiển vinh. Tôi thì tôi không hiểu Chúa được hiển vinh như thế nào nếu cuộc đời của mình là một cuộc đời dùng cái từ là giặt dẻo, tức là ngã lên ngã xuống. Một cuộc đời mà sợ lên sợ xuống, ma quỷ nó hành hạ. Một cuộc đời lúc nào cũng khum núm trước những quyền lực tối tăm. Một cuộc đời mà lúc nào cũng sợ hãi. Thì Chúa được vinh hiển như thế nào trên đời sống anh chị em? Tôi nghĩ không đâu, không vinh hiển đâu. Mà ngược lại, Satan được vinh hiển trên những đời sống như thế. Satan được tôn cao trên những đời sống sa ngã, những đời sống nguội lạnh, những đời sống hâm hẩm, những đời sống chống đối Đức Thánh Linh, những đời sống mà đầy tội lỗi tối tăm. Satan được vinh hiển trên những đời sống đó. Còn ngược lại, nếu đời sống chúng ta là những đời sống mà bàn tay chúng ta có thể làm được những việc của Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời được tôn cao, được vinh hiển, được vỗ tay khắp mọi nơi. Có amen không anh chị em? Tôi nói rằng đây là công dụng của pháp báp tem bằng Đức Thánh Linh. Phép báp tem bằng Đức Thánh Linh giúp cho anh chị em giữ được đức tin, giúp cho anh chị em truyền giảng phúc âm với năng quyền và gieo đức tin thật vào lòng người ta. Và thứ ba, phép báp tem bằng Đức Thánh Linh giúp cho danh của Chúa được hiển vinh qua chính đời sống của ông bà anh chị em. Cả ba điều đó là điều căn bản. Cho nên tôi hỏi hết thảy ông bà anh chị em hôm nay, anh chị em đã kinh nghiệm được phép báp tem bằng Đức Thánh Linh chưa? Kinh nghiệm chưa? Nếu anh em chưa kinh nghiệm phép báp tem Thánh Linh, thì hôm nay hãy mở lòng để kinh nghiệm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con cần quyền năng Ngài để giữ đức tin con cho đến cuối cùng. Hãy báp tem con bằng Đức Thánh Linh. Và hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con cần quyền năng Ngài để giảng phúc âm quyền phép. Hãy báp tem con bằng Đức Thánh Linh. Và hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn làm vinh hiển danh của Chúa qua đời sống của con. Lạy Chúa, hãy đổ Thánh Linh Ngài trên con. Amen chị. Đó là cách, đó là cách mà chúng ta có. Tất cả được chứa trong hai chữ quyền phép. Và quyền phép này thì được mang cho chúng ta qua phép báp tem Thánh Linh. Và tôi rất là buồn khi ngày hôm nay có quá nhiều người chối bỏ phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Quá nhiều người trong con cái của Chúa công kích việc làm của Đức Thánh Linh, xem nhẹ phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, không đón nhận điều này để chúng ta sống một đời sống mạnh mẽ, một đời sống vinh hiển, một đời sống kết quả, một đời sống
đem lại nhiều vinh hiển cho danh của Chúa. Chúng ta vì một lý do nào đó, chúng ta được dạy dỗ sai trật, chúng ta không chịu đọc Kinh Thánh, chúng ta không chịu nhìn Kinh Thánh với một cách nhìn gọi là không có định kiến. Chúng ta hãy nhìn Kinh Thánh với cái nhìn không định kiến, và chúng ta hãy quỳ gối xuống và nói: Chúa, con muốn kết quả như các sứ đồ đầu tiên. Họ kết quả được là bởi vì họ nhận báp têm Thánh Linh, và con cũng muốn kết quả như họ, con cũng muốn nhận báp têm Thánh Linh. Khi anh em hạ lòng như vậy, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẵn lòng tuôn đổ Thánh Linh cho anh chị em bằng quyền phép của Ngài, và anh chị em sẽ kinh nghiệm được sông nước hằng sống đó sẽ cuộn trào qua đời sống anh chị em để có thể chạm đến nhiều cuộc đời. Như tôi đã chia sẻ đó, tôi đã kinh nghiệm pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh, và chính pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời phục vụ Chúa của tôi. Nó không còn là một con người tà, lúc nóng lúc lạnh, lúc lên lúc xuống, nhưng nó trở thành một con người nhiệt thành cho Chúa Giêsu, một con người mạnh mẽ cho Chúa Giêsu, một con người kết quả cho Chúa Giêsu, một con người mà có thể đem lại những điều kinh ngạc cho người khác qua danh của Chúa Giêsu. Tôi kinh nghiệm được điều đó trong đời sống của mình. Anh em đã kinh nghiệm chưa? Hãy kinh nghiệm. Tại vì chúng ta cần nó. Và dĩ nhiên nhiều người nói là sao cứ giảng báp têm Thánh Linh miết thế. Tôi giảng miết thế bởi vì anh em cần nó. Anh em cần nó để giữ đức tin cho đến cuối cùng. Anh em cần nó để rao giảng phúc âm cứu người. Anh em cần nó để làm vinh hiển danh Chúa trên đất này. Hãy khát khao. Hãy khát khao. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta hôm nay. Tất cả hơn 450 ông bạn chị em, hãy khát khao. Hãy khát khao Thánh Linh ngập tràn trong anh em giờ này. Ngập tràn trong anh em giờ này. Và tôi muốn Chúa sẽ biến tất cả anh chị em đang nghe và chịu ảnh hưởng với bài giảng buổi tối hôm nay trở thành những chiến sĩ đắc thắng cho Chúa, trở thành những con gặt đích thực cho Chúa Giêsu, và trở thành những người mang vinh hiển của Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi. Anh em có sẵn sàng không? Nào, chúng ta hãy cầu nguyện. Mỗi một người chúng ta hãy cầu nguyện. Mỗi một người chúng ta hãy bắt đầu hướng lòng về Chúa và nói: Chúa Thánh Linh ơi, đổ xuống trên con giờ này. Con khao khát Thánh Linh của Ngài. Con khao khát được tái đổ đầy Thánh Linh của Ngài. Con khao khát được báp têm bằng Đức Thánh Linh cho con. Con khao khát để con kết quả trong danh của Ngài. Lạy Chúa hãy thăm viếng con giờ này. Lạy Chúa hãy tuôn đổ trên con giờ này. Cầu nguyện lên trên. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh em sẽ nói tới tiếng khác giờ này. Anh em sẽ nói tiên tri giờ này. Anh em sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời trong quyền năng giờ này. Anh em sẽ được biến đổi giờ này. Anh em sẽ được biến hóa giờ này. Tôi nói Thánh Linh đổ xuống trên anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận. Thánh Linh đổ xuống trên anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận. Hãy giơ hai tay lên trời và đón nhận. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng tuôn đổ trên những người này. Tuôn đổ trên họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy nhận đi. Tôi đặt tay lên trần anh chị em giờ này. Tôi đặt tay lên trần anh chị em và nói rằng hãy nhận lãnh Thánh Linh giờ này. Hãy nhận lãnh Thánh Linh giờ này. Nhận lãnh Thánh Linh giờ này. Nhận lãnh Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đổ đầy. Mỗi một người hãy đổ đầy. Mỗi một người hãy khởi sự nói thiên tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi người hãy nói từ trong lòng mình thứ tiếng khác trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi người hãy nói tiên tri và ngợi khen Đức Chúa Trời giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ, tuôn đổ. Gió Thánh Linh đến trên chém giờ này. Lửa Thánh Linh đến trên chém giờ này. Quyền năng của Thánh Linh đến trên chém giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô hallelujah. Hallelujah. Tuôn đổ và kết quả cho Ngài. Tuôn đổ và kết quả cho Ngài. Tuôn đổ và kết quả cho Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tuôn đổ trên con cái con gái của Ngài giờ này. Cha ơi, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nở đi anh chị em. Tiếp tục anh chị em. Tiếp tục khát khao. Tiếp tục hiệp một khát khao. Tiếp tục hiệp một nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cầu Ngài
Lạy Chúa con cần nghe. Tuôn đổ vào biển hoa con. Tuôn đổ vào làm đầy dạy con. Tuôn đổ vào hành động qua con. Tuôn đổ vào cảm động qua con. Cầu nguyện cho em. Cầu nguyện giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy đón nhận. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy nhận lãnh Thánh Linh. Tuôn chảy Thánh Linh. Tuôn chảy Thánh Linh trên linh, trên hồn, trên thân thể anh em giờ này. Tuôn chảy Thánh Linh trên linh, trên hồn, trên thân thể của anh em giờ này. Đón nhận. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Korama sai kana kantare. Ekorama kasai tara kancho kotoro kontarami. Ekantara kasho kantara me kasai tara kasai tara. Orama kasai kantara kontoro kasai tara makantara kasho dorororo. Hai nhang đi. Nhận đi. Đó đây. Oh hallelujah. Đó đây. Thánh Linh ơi, con xin Ngài đến và chạm anh chém con giờ này. Cha ơi, tuôn đổ dòng sông của Ngài trên anh trên con giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Boramakasantarakasitarabokhabarara. Oh ramakasakantarabokhotorobakalara. Bởi quyền phép này, ta ra lệnh cho bệnh tật hãy lui. Bởi quyền phép này, ta ra lệnh cho ma quỷ hãy đi. Bởi quyền phép này, ta di dời mọi nan đề trên ông bà anh chị em ta, bất kể nan đề đấy tên gọi là gì, ta di dời ra khỏi cuộc đời của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể nan đề đó là gì, gia đình bệnh tật con cái, ta di dời mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận giờ này. Hãy đón nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Đổ đầy nữa đến cho em. Đừng ngừng lại trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói cho em đừng ngừng lại trong danh Chúa Giêsu. Hãy đầy dậy Đức Thánh Linh. Đừng ngừng lại trong danh Chúa Giêsu. Tiếp tục được đầy dậy Đức Thánh Linh giờ này. Tuôn đổ. Hallelujah. Oh haramaksai katara bokadidibisi tara. Oh ramakasa tara. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em sẽ nhận lấy quyền phép của Chúa Giêsu. Anh chị em nhận lấy quyền phép từ trời. Anh chị em nhận lấy quyền phép để đứng vững trong đức tin. Quyền phép để làm chứng cho Chúa Giêsu. Quyền phép để có thể làm vinh hiển danh Chúa Giêsu qua những dấu kỳ phép lạ trên anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy đón nhận giờ này. Nhận giờ này. Những ai chưa nhận Thánh Linh hãy nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận đi. Oh hallelujah baramakasakantarami koromakarai evromakasakantarakasu kontoromakatarakasi taramakarakasi tarabokoba orimikasakantarabokosu kontoromakasantarakasi tarakanto kontoromasatara ikrimikantarakasu kontoromakasai tara nhang đi. Tất cả những người chưa nhận Thánh Linh hôm nay hãy nhận Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhận đi. Anh chị em khi nhận, anh chị em sẽ có một ngôn ngữ cầu nguyện mới. Anh em sẽ nói tiếng ngợi quốc và lời tiên tri. Anh em sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời trong sự phấn khích vui mừng, trong sự nhảy múa ngợi khen. Hãy la lên cho Đức Chúa Trời vì Ngài đang hành động trên anh chị em. Hãy vui mừng trong Chúa vì Ngài đang hành động trên anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận giờ này. Thánh Linh giờ này. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. Hallelujah. Tiếp tục nào. Một dòng sông ở trong lòng anh chị em sẽ tuôn chảy ra. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em, Ngài sẽ hành động trong lòng của anh chị em. Có một điều gì đó muốn bật ra khỏi anh chị em, ra khỏi miệng anh chị em bằng một ngôn ngữ cầu nguyện, ngôn ngữ thiên đàng. Hãy nói ngôn ngữ đó. Đừng sợ, đừng ngại, đừng lo. Hãy nói ngôn ngữ đó y như các đoạn kinh thánh mà tôi vừa trích cho anh chị em. Anh chị em sẽ nói một cách tự nhiên, nói một cách ngọt ngào, nói một cách hăng say, nói một cách không thể ngừng được. Anh em ngợi khen Đức Chúa Trời trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy nhận Thánh Linh và khởi sự nói ngôn ngữ thiên đàng giờ này. Trong
danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ho Roma Kasai Kantarama Kesi Tarabo. Eri Bakantara Kasi Tarama Kantenebi So Do 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 Hallelujah. Đổ xuống hallelujah, nở lên xem, nở đi trong danh Chúa Giêsu. Những ai chưa nhận Thánh Linh hãy nhận đi. Những ai chưa nhận Thánh Linh hãy nhận đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Đừng làm thinh, hãy mở môi miệng mình ra ngợi khen Đức Chúa Trời, và dòng sông sẽ chảy ra, dòng suối sẽ chảy ra, tiếng lạ sẽ chảy ra, sự tiên tri sẽ chảy ra, sự phấn khích sẽ chảy ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài giờ đây, hallelujah, cảm ơn Ngài giờ đây, hallelujah. Ho Ramasai Tarakasi Tarababai, tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy trong danh Chúa Giêsu. Tôi ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi bệnh tật phải rời khỏi thân thể của ông bà anh chị. Tất cả căn bệnh đó là gì, tên gọi nó là gì, hãy rời đi. Tôi ra lệnh dù căn bệnh đó được gọi là gì, đang ở đặt nơi đâu trên thân thể ông bà anh chị, hãy lành đi. Dù ung thư, hãy tan đi, teo đi. Tất cả những căn bệnh mạng tính như viêm khớp, thấp khớp, hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những căn bệnh tim mạch, căn bệnh về gan và thận, hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những căn bệnh đột quỵ, huyết áp, hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng thân thể của anh chị em khỏi linh bệnh tật giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng thân thể của anh chị em khỏi linh bệnh tật giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng thân thể của anh chị em khỏi linh bệnh tật giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cho mọi linh bệnh tật hãy rơi khỏi họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra khỏi thân thể họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh trong gan, trong thận, trong bao tử, bệnh trên ngực, bệnh trên xương, bệnh trên máu, tôi ra lệnh những con quỷ này rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rời đi. Ta truyền lên những bệnh tật này, hãy rời đi. Những bệnh trong tim, hãy rời đi. Những bệnh khó thở, hen suyễn, hãy rời đi. Ta truyền lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh trong xương khớp, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Các loại ung thư, hãy tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Các loại ung thư, hãy tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Các loại ung thư, hãy teo, hãy lành, hãy biến ra khỏi cơ thể của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi khối u, hãy tan, hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh, hallelujah. Hãy đón nhận sự chữa lành bởi lần roi của Chúa Giêsu Christ. Mà anh chị em được chữa lành bởi lần roi của Chúa Giêsu Christ, mà anh chị em được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể căn bệnh gì, tôi đặt thân chữa lành ở trên thân thể anh chị em giờ này. Bất cứ chỗ nào anh chị em đang đau, tôi đặt thân chữa lành trên thân thể của anh chị em giờ này. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành bệnh đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Những ai đang nằm liệt trên giường, những ai đang nằm trên giường bệnh và mất hy vọng, tôi nói rằng hãy nhận lấy sự sống của Chúa Giêsu Christ. Hãy nhận lấy sự sống trong danh Chúa Giêsu Christ và trỗi dậy giờ này. Những ai đang mất hết hy vọng, hãy nhận lấy sự sống giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy trỗi dậy và sống động nào. Hãy trỗi dậy và sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang đặt ống thở, hãy được tự do khỏi hơi thở của mình. Hãy đặt tự do, không phụ thuộc vào ống thở nữa giờ này. Những ai đang phải cấp cứu, đang thở oxy, những ai đang phải nằm liệt, những ai đang mất ý thức, hãy sống dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Lành đi trong danh Chúa. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hallelujah. Các loại bệnh về tâm thần, ta giải phóng tất cả các loại bệnh về tâm thần. Tâm thần phân liệt, những đa nhân cách, trầm cảm, ác mộng, mất ngủ, tôi giải phóng anh em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Tôi giải phóng anh em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy lành đi. Mọi bệnh tật liên quan đến tâm thần hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, hãy tác động lên thân thể của ông bà anh chị em con giờ này. Cha ơi, hãy sai thiên sứ đến tại giường bệnh của họ giờ này. Hãy sai thiên sứ đến tận giường bệnh của họ giờ này. Và đặt bàn tay của Ngài lên trên thân thể của họ giờ này. Và hãy được lên bởi lần roi của Chúa Giêsu. Mọi bệnh tật hãy lành. Đột quỵ hãy lành. Bại liệt hãy lành.
U trong người hãy lành, viêm nhiễm trong người hãy lành, tất cả khối u hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tôi nói anh chị em hãy lành bệnh đi, anh chị em hãy lành bệnh đi, lành bệnh đi, nhận lãnh sự chữa lành đi, nhận lãnh sự chữa lành bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tôi hủy bỏ mọi quyền lực của bệnh tật trên thân thể của ông bà anh chị em giờ này, bất kể tên gọi nó là gì. Tôi hủy bỏ mọi quyền lực của bệnh tật trên thân thể của anh chị em giờ này, bất kể tên gọi nó là gì. Hallelujah, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành anh chị em, hãy lành bệnh trong danh Chúa Giêsu và khỏe mạnh giờ này. In Jesus mighty name, Jesus mighty name. Ho ramakasi katadabi. Hãy lành đi, hãy đổ đầy thánh linh và lành đi, hãy đổ đầy thánh linh và được tự do đi. Tôi nói với tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được đổ đầy thánh linh và được tự do đi, hãy được đổ đầy thánh linh và lành bệnh đi, hãy được đổ đầy thánh linh và bứt phá trên đời sống của mình đi, đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh Jesus, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Tất cả những căn bệnh trên thân thể anh chị em biến mất giờ này, ngay lập tức biến mất giờ này, tiểu đường biến mất giờ này, huyết áp biến mất giờ này, bệnh tật bất kể tên gọi nó là gì biến mất giờ này, đau trong bao tử, đau trong ruột non, ruột già biến mất giờ này, những khối u ở trong tử cung, ở trong bàng quang, trong xương biến mất giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi truyền lệnh cho nó phải di dời rời khỏi thân thể của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành. Hallelujah. Tôi muốn nói với tất cả những anh chị em, những người đang bị hành hạ bởi bệnh tật, anh em đừng thối chí, đừng ngã lòng. Hãy biết rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành tất cả mọi loại bệnh tật. Còn hơi thở, còn đức tin là còn hy vọng trong danh của Ngài. Hãy kêu cầu, hãy đón nhận và được lành bệnh khỏe mạnh. Hãy đứng dậy khỏi giường bệnh của mình và khỏe mạnh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tiếp tục được chữa lành, chứ không phải danh của Chúa, sự chữa lành của Chúa không phải là tâm lý, không phải là lý trí, không phải là tác động như là người ta nói là cái dạng chữa lành theo kiểu tâm lý, không phải đâu anh chị em. Chúa Giêsu tác động bằng Ngài chữa lành chân thật và chân thật. Chắc chắn là chân thật 100%. Anh chị em biết, tuần vừa rồi anh chị em nghe cái cô Quang, cô đến làm chứng phải không ạ? 6 tháng trước, ung thư vú 6 năm của cô đã được chữa lành, và đến ngày hôm nay cô vẫn đang được chữa lành. Cô lên lại hội thánh, cô làm chứng để cho anh em biết rằng Chúa chữa lành là chữa lành chân thật và Ngài tiếp tục chữa lành. Một số người vô tín, một số người nghi ngờ, một số người có cái tâm trí hạn hẹp bảo rằng sự chữa lành của Chúa Giêsu là tâm lý, là thao túng, là thế này thế nọ. Anh chị em đừng có nghe những cái điều đó. Anh chị em cần sự chữa lành thực tế của Chúa Giêsu, giống như người đàn bà mất huyết kìa. 12 năm đã tốn tiền tốn của, không bao giờ được lành bởi một cái phương tiện gì của cuộc đời này. Dù là bác sĩ, thầy thuốc tốn bao nhiêu tiền của, nhưng khi bà đụng vào trong áo của Chúa Giêsu, lập tức bà được lành. Và bà lành chân thật, bà biết mình được lành trong danh Chúa Giêsu, và bà đã đến làm chứng giải bày trước mặt Chúa. Cho nên tôi khích lệ tất cả anh chị em đang bệnh tật, đang có mặt trên live stream ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu chạm đến anh chị em, sự chữa lành là chân thật, đừng nghi ngờ. Đừng nghi ngờ. Sự nghi ngờ sẽ phá hủy sự chữa lành của anh chị em. Vì sự nghi ngờ là đức tin của Satan. Sự nghi ngờ là đức tin của đời này. Sự nghi ngờ là đức tin của xác thịt. Cho nên khi Chúa đã chạm anh chị em và lành là lành vĩnh viễn, đừng nghi ngờ. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy đón nhận. Hãy được lành. Tôi nói tất cả các bạn anh chị em hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Bất kể anh chị em là bệnh gì, bất kể anh chị em là bệnh gì, hãy lành. Hãy lành, hãy lành, hãy lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay. Tôi tin rằng Chúa đang ban phước cho anh chị em rất nhiều. Chúa ban phước cho tâm linh anh em, Chúa ban phước cho linh hồn anh em,
Chúa ban phước cho thân thể của anh chị và toàn bộ linh hồn anh em được chữa lành buổi tối ngày hôm nay. Cảm xúc anh em được chữa lành, lý trí anh em được chữa lành, thân thể anh em được chữa lành, lục phủ ngũ tạng của anh em được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng đón nhận. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng đón nhận. In Jesus mighty name. Cảm ơn Ngài Chúa. Bây giờ phép lạ nào đang xảy ra, anh chị em hãy comment xuống bên dưới làm chứng để cho mọi người nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy. Hãy comment xuống bên dưới về những điều anh chị em vừa cảm nhận vừa rồi ha. Hãy comment lên chứ, tôi đang đọc những cái comment của anh chị em đây. Những điều gì Chúa làm, Chúa Thánh Linh tuôn đổ trên em như thế nào, điều gì xảy ra, Chúa thăm viếng anh chị em ra sao, Chúa đã thay đổi đời sống anh chị em, tâm trí anh chị em, thân thể anh chị em như thế nào, và phép lạ nào đang xảy ra. Oh hallelujah, cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn Chúa thật nhiều. Oh hallelujah, tiếp tục đến chị em, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Chúa vì lời chứng của anh chị em rất là nhiều. Tôi đọc thấy tất cả những lời chứng của anh chị em, những lời chứng diệu kỳ. Wow, anh chị em thấy chưa, Chúa đã chạm rất nhiều người trong buổi tối ngày hôm nay. Chúa đã chạm rất nhiều người trong buổi tối ngày hôm nay. Wow, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Thay đổi cuộc đời của con nhiều lắm. Tạ ơn Chúa. Wow, thay đổi đầy Đức Thánh Linh. Tạ ơn Chúa. Tiếp tục ra anh chị em, hãy ghi lời chứng. Một buổi học thật phước hạnh. Cảm ơn Chúa vì điều này. Tạ ơn Ngài. Wow, hallelujah. Tiếp tục ra anh chị em. Cảm ơn Ngài. Không còn đau nữa. Cảm ơn Chúa. Chúa đã chữa lành đầu của con, không còn đau nữa. Đấy là phép lạ. Đấy là phép lạ. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa trong danh Giêsu. Ngày hôm nay hai chân con đau buốt, giờ hết đau rồi. Cảm ơn Ngài. Wow. Tạ ơn Ngài. Con tin Chúa chữa lành bệnh trầm cảm cho con gái của con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Chúa đã thăm viếng con, chữa lành hết bệnh đau bao tử luôn. Cảm ơn Chúa. Rất nhiều những phép lạ, rất nhiều những phép lạ. Anh chị em tiếp tục comment. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Bệnh thấp khớp. Cảm ơn Chúa đã nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Thần kinh của con bị sỏi thận cũng được chữa lành hoàn toàn. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục comment lên cho em. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con không biết lấy gì để đền ơn Chúa yêu dấu. Hallelujah. Tinh thần nhẹ nhàng, giảm căng thẳng vì nói tiếng lạ. Cảm ơn Ngài. Đúng rồi, Chúa làm báp têm Thánh Linh cho rất nhiều người. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đến cho em. Cảm ơn Ngài. Đau chân Vi Phương đã được Chúa chữa lành đau chân hoàn toàn. Wow, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhiều lời chứng. Rất là khích lệ nha. Tôi đọc hết tất cả những lời chứng của anh chị em. Chúa ban phước. Chúa ban phước cho tất cả mọi người. Wow, Chúa ban phước cho Huỳnh Thế Huỳnh. Chúa ban phước cho Hương Vũ, Vũ Hương. Chúa ban phước cho Thu Hương. Chúa ban phước cho Nguyễn Hà. Chúa ban phước cho Quốc Thắng. Wow, Chúa ban phước cho Phan Hường. Chúa ban phước cho Huyền Sơn. Chúa ban phước cho chị Diệu Hồng. Wow, tạ ơn Ngài. Chúa ban phước cho Nguyễn Hà nữa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Ngài vì những lời chứng diệu kỳ của ông bà anh chị em. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, cảm ơn Ngài. Quá nhiều phép lạ buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Ngài. Rồi, xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Và hẹn gặp lại anh chị em vào tối thứ sáu. Amen ha. Và anh em nhớ rằng nhớ lên trên trang Facebook của Hội Thánh Nhà Muôn Dân để xem những cái lịch phục vụ cộng đồng của Hội Thánh để chúng ta có thể biết được một số thông tin ở đó. Tôi cũng nói vắn tắt ở đây thôi. Hàng tuần thì Hội Thánh có hai buổi nhóm tế bào để có thể giúp đỡ anh chị em, là một ở Gò Vấp và một ở Bình Tân. Anh chị em hãy liên hệ với người phụ trách nha. Thứ hai nữa đó là nếu anh chị em có những nhu cầu cá nhân, hãy gửi mail về cho tôi trong cái email mục sư quý y dài nha, a@gmail.com. Gửi mail vào đó anh chị em sẽ có được lịch cầu nguyện và anh chị em cũng có thể tham gia cầu nguyện một cách cá nhân trên Zoom.
Rồi buổi Chủ nhật, nếu anh chị em có điều kiện hãy đến hội thánh để được Thánh Linh rờ chạm, nâng đỡ, khích lệ và có những lời tri thức, những lời khích lệ cho anh chị em trong những buổi thờ phượng Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước và tôi hẹn gặp lại anh chị em. Chào tạm biệt giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.